Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trên đây chính là chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện theo cầu. Thì bạn khách này đặt chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện Li Oa màu trắng và đúng với cái dòng ổ điện mà nhà bạn ấy đang sử dụng. Đó thì nhà mình có nhận độ chế camera theo yêu cầu. Bạn nào mà có nhu cầu muốn độ chế camera vào những cái thiết bị điện tử hoặc là những cái đồ gia dụng trong gia đình thì các bạn có thể liên hệ cho nhà mình, hoặc và các bạn có thể gửi đúng mẫu hoặc là các bạn gửi ảnh mẫu để nhà mình có thể hỗ trợ độ chế camera theo yêu cầu cho các bạn. Và mắt camera theo yêu cầu ấy thì các bạn cũng có thể chọn. Đấy, nhà mình sẽ tư vấn cho các bạn. Bạn này thì có muốn độ chế camera vào phần đáy của chiếc ổ cắm này. Đó, và cái ổ cắm điện camera này ấy, thì các bạn vẫn có thể sử dụng những cái chân jack này như bình thường nhá. Các bạn vẫn có thể ghim những cái thiết bị điện như kiểu là tivi hoặc là quạt hoặc là loa đài. Đấy, các bạn vẫn có thể sử dụng như bình thường mà camera nó vẫn quay 24/24 cho các bạn. Và những chiếc camera ngụy trang của nhà mình ấy thì các bạn có thể sử dụng để có thể theo dõi một ai đó này, để ở cửa hàng thì có thể theo dõi nhân viên này, hoặc là quay lại những cái cuộc giao dịch đấy, hoặc là quay lại những cái bằng chứng chứng cứ này. Và các bạn có thể để ở chuồng trại để có thể theo dõi được những cái nông sản hoặc là những cái con vật của nhà mình. Đó, cực kỳ là tiện lợi nhá. Bởi vì camera hoạt động mà những cái chân jack này nó vẫn sẽ ghim được những cái thiết bị điện. Nó sẽ là camera ngụy trang cực kỳ là tiện lợi cho các bạn. Đó, và mắt camera của nhà mình sẽ là mắt camera siêu nhỏ, nhưng mà nó cũng sẽ có đầy đủ chức năng như những cái dòng camera to. Đấy, như là những cái chức năng chính là kết nối từ xa qua 4G này, có chức năng cảnh báo chuyển động này, ghi hình chuyển động này, thu âm đầy đủ hình và tiếng và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem được từ xa, cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Các bạn có thể đặt chiếc camera này ở nhà, ở cửa hàng, các bạn đi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào là các bạn cũng có thể xem được, quan sát được. Bật lên là các bạn có thể quan sát được nhé. Đó, và góc quay của con camera này sẽ là 150 độ, và hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh full 4K, cực kỳ là sắc nét cho các bạn. Đó, và khi các bạn mua hàng của nhà mình thì nhà mình sẽ có thẻ bảo hành sản phẩm. Đấy, thẻ bảo hành của nhà mình thì các bạn sẽ bảo hành sản phẩm 12 tháng. Và khi các bạn ấn đăng ký kênh ủng hộ cho nhà mình thì nhà mình sẽ tặng kèm những cái phần quà, như là tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 64GB để cho các bạn lưu trữ dữ liệu. Thẻ nhớ này sẽ là các bạn có thể lưu trữ dữ liệu lên tới 12 đến 13 ngày. Đấy, cũng như là các bạn sẽ còn được nhà mình hỗ trợ ship free, ship toàn quốc khi mà các bạn đặt hàng mua online. Và các bạn cứ yên tâm khi mua hàng của nhà mình, bởi vì khi mua hàng của nhà mình, khi hàng nhận đến tay thì các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, test hàng, thử hàng thoải mái trước khi thanh toán nhé. Đó, và khi các bạn nhận hàng, các bạn chưa biết test thì các bạn gọi điện trực tiếp cho nhà mình thì nhà mình sẽ hướng dẫn các bạn test luôn. Hàng ok thì thanh toán, không ok thì hoàn trả hàng. Đó, cực kỳ là dễ dàng nhé. Và camera này của nhà mình ấy, những cái dòng camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang nhà mình thì có cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng, ai ai cũng có thể sử dụng được. Thì khi mà gửi hàng thì nhà mình sẽ có kèm một cái tờ hướng dẫn sử dụng camera siêu nhỏ với chữ tiếng Việt này, và có đầy đủ hình ảnh minh họa để cho các bạn đọc và làm theo. Còn bạn nào mà chưa biết cách này thì các bạn có thể xem hết video này thì nhà mình có thể hướng dẫn qua cho các bạn. Chỉ cần xem hết video này là các bạn cũng đã có thể biết cách sử dụng chiếc camera siêu nhỏ này của nhà mình. Đó, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cắm bằng nguồn điện cho mình nhá. Thì những cái con này thì chỉ cắm bằng nguồn điện kết nối cực kỳ là dễ dàng thôi. Đấy, các bạn sẽ cắm bằng nguồn điện có điện cho nhà mình này. Đó, khi các bạn cắm bằng nguồn điện, đèn báo điện này sáng lên là điện nó đã vào rồi, là camera nó đã được hoạt động nhá. Khi mà camera đã được hoạt động rồi thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên nhá. Đó, các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên này, rồi các bạn sẽ ấn vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store tùy vào dòng điện thoại mà các bạn đang sử dụng. Đấy, các bạn sẽ ấn vào phần tìm kiếm ứng dụng Look Cam về máy cho mình. Thì các bạn sẽ ấn tìm kiếm đúng ứng dụng Look Cam biểu tượng màu xanh nước biển như này, các bạn sẽ ấn tải về cho mình. Thì ở đây nhà mình đã tải về rồi, bạn nào chưa tải thì các bạn sẽ ấn tải về máy nhá. Tải, các bạn chờ tải về máy hoàn tất xong thì các bạn sẽ ấn thoát ra này, ấn vào phần ứng cài đặt hoặc là phần kết nối của kết nối hoặc là phần wifi của điện thoại ấy. Thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy, sẽ chờ cho mình một cái tín hiệu của camera phát ra. Đấy, tín hiệu của camera phát ra thì các bạn cứ chờ cho mình khoảng từ, nếu mà lâu ấy thì cứ sẽ chờ cho mình trong vòng 1 phút, còn không thì nó sẽ hiện ngay trên màn hình điện thoại của các bạn như thế này. Đấy, tín hiệu của camera phát ra sẽ là mặc định một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như thế này. Các bạn sẽ ấn kết nối với cái tín hiệu camera này, và đây là tín hiệu của camera không phải tín hiệu của wifi, nên là nhiều máy nó sẽ có hiện những cái dòng chữ như
là internet có thể không có sẵn thì các bạn sẽ ấn giữ kết nối với cái tín hiệu wifi nhá. Đấy các bạn, khi mà các bạn ấn giữ kết nối ấy, kết nối thành công, kết nối ok rồi là các bạn có thể ấn thoát ra rồi. Đó, và các bạn lưu ý là cái tín hiệu camera này là khi tín hiệu các bạn vào app, các bạn kết nối từ xa, quan sát từ xa thì nó sẽ tự động cái này những cái tín hiệu này nó sẽ tự động ẩn đi và không hiện ra nữa, nên là sẽ không bị lộ, các bạn sẽ không sợ bị lộ nhá. Đó, và các bạn sẽ ấn thoát ra, ấn vào phần cài đặt, ấn vào phần lúc cam nhé, ấn vào lúc cam mà nhiều máy mà khi mới tải ứng dụng thì nó có những cái thông báo như là các bạn có cho phép ứng dụng truy cập vào những cái phần mềm này hay không, thì các bạn sẽ ấn vào phần cho phép, và khi gặp chữ ken ok các bạn ấn ken này, nhìn thấy chữ device online màu xanh trên màn hình các bạn sẽ chọn vào đây, chọn ken này là các bạn có thể vào màn hình có thể xem chiếc camera ngụy trang của nhà mình rồi. Đó, các bạn có thể để ngang màn hình ra để có thể xem toàn cảnh này, cực kỳ là nét nhá. Đấy, như các bạn có thể nhìn thấy này, đây sẽ là chiếc camera của nhà mình này, cực kỳ là nét luôn. Đó, và trên đây thì nó sẽ luôn có đầy đủ ngày giờ tháng năm như những cái dòng camera to luôn, đầy đủ ngày giờ tháng năm để cho các bạn có thể lấy làm bằng chứng chứng cứ nhá. Đây, và đây sẽ ở bên cạnh, khi các bạn chạm vào này thì nó sẽ hiện ra hai thanh công cụ này. Đó, đây, đây sẽ là chiếc camera ngụy trang của nhà mình nhá. Khi mà có những cái vật gì đi qua camera thì nó sẽ quay được, nó sẽ bị lưu và nó sẽ không bị, ý là nó sẽ không bị xước hình, không bị ngoài hình, cũng như không bị vấp hình, không bị đứng hình nhá. Đấy, camera nó sẽ quay cực kỳ là mượt cho các bạn này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là trên đây sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm này. Đó, và ấy, thì khi các bạn chạm vào thì nó sẽ hiện ra hai thanh công cụ ở trên và ở dưới, thì ở bên cạnh này sẽ có cái 4K này này, thì các bạn nếu mà các bạn thấy nó ở chế độ 1080 hoặc 2K thì các bạn sẽ chọn vào đây, chọn chế độ 4K, chế độ cao nhất để xem được hình ảnh sắc nét nhất nhá. Đó, và cái phần loa này này, thì các bạn muốn nghe khi các bạn nghe từ xa này, quan sát từ xa và muốn nghe âm thanh thì các bạn sẽ mở lên, các bạn sẽ mở lên và các bạn mở to âm lượng của điện thoại mình lên nhé. Đó, khi mà các bạn test từ xa ấy, âm thanh của nó sẽ to và rõ ràng. Còn khi các bạn test mà để như mình đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên là sẽ gây nên xung đột âm thanh. Đó, và phần này sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình. Nếu mà các bạn muốn chụp ngay khoảnh khắc này hoặc quay ngay khoảnh khắc này ấy, thì các bạn sử dụng, còn không thì nó sẽ lưu toàn bộ trong thẻ nhớ để cho các bạn có thể xem lại. Hai cái phần này, hai cái chức năng này sẽ là cái mà lật hình ảnh cũng như là chỉnh sửa các hình ảnh góc ảnh nhá. Nếu mà các bạn đặt mà nó các bạn thấy nó bị ngược cam thì các bạn có thể tùy chỉnh hai cái chức năng này. Đó, đây đó, thì trong đây là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, những cái biểu tượng này cực kỳ là trừu tượng, các bạn nhìn là các bạn cũng có thể biết được, biết cách sử dụng được. Đó, thì đây sẽ là chất lượng hình ảnh nhá, camera nhá. Đó, và các bạn thoát ra này, các bạn muốn xem lại những cái phốt phim này, những cái hình ảnh mà lưu trong thẻ nhớ ấy, thì các bạn sẽ ấn vào phần cloud và chiếu SD ở giữa đây này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, và các bạn sẽ ấn phần SD file ở đây thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ trong thẻ nhớ cho các bạn, để gọi cho các bạn có thể xem lại nhá. Đó, và khi nó đầy thẻ nhớ ấy, thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất cho các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng, sẽ không phải lo lắng là khi các bạn mà quên xóa thì nó sẽ không lưu. Ở đây thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất, cứ tiếp tục như thế cho các bạn. Đó, cực kỳ là tiện nhá. Và cái phần album bên cạnh này sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh màn hình cũng như là quay phim màn hình, các bạn có thể xem ở phần album này nhá. Đó, và thứ hai nữa là bạn nào mà kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa phải lưu ý giúp mình là đặt chiếc camera này ở nơi mà có tín hiệu wifi nhé. Thì các bạn đặt ở nhà thì nhà các bạn có wifi này, hoặc là cửa hàng các bạn có wifi thì các bạn sẽ bắt được tín hiệu wifi cho camera bằng cách là các bạn sẽ ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn vào phần wifi setting ở đây thì nó sẽ hiện ra toàn bộ wifi mà camera bắt được, thì các bạn sẽ chọn wifi của nhà mình, chọn nhập mật khẩu, ấn ok là các bạn đã bắt được tín hiệu wifi cho màn hình, cho cho cam của mình. Đó, và khi đi xa nhá, điện thoại các bạn muốn xem từ xa ấy, thì các bạn sẽ mở mạng của điện thoại mình lên, bật mạng điện thoại mình lên đấy, bật 3G 4G của wifi lên để có thể xem từ xa, quan sát từ xa, theo dõi từ xa nhá. Đấy, chỉ cần các bạn bắt được tín hiệu cho camera rồi thì khi đi xa các bạn bật mạng lên là các bạn đã có thể xem từ xa rồi nhá. Đó, và thứ ba nữa là các bạn có thể chia sẻ chiếc camera này cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn quan sát cùng, theo dõi được cùng ấy, bằng cách là các bạn sẽ ấn vào phần device ID này,
này này, hoặc là đi vai QR code tùy từng máy thì nó sẽ hiện ra cái mã code này. Thì các bạn chỉ cần share cái mã code này cho người thân hoặc là người mà các bạn muốn cho xem cùng, quan sát cùng ấy, quét mã code này là có thể xem chung chiếc camera của các bạn rồi đó. Đó, và thứ tư cuối cùng là các bạn nào mà muốn sử dụng nhiều nhiều những cái camera ngụy trang của nhà mình ấy, ở nhiều nơi khác nhau, ở nhiều phòng khác nhau ấy, ở nhiều chỗ, ở nhiều góc khác nhau ấy mà các bạn đặt, thì các bạn muốn xem trên cùng một thiết bị điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình này, rồi các bạn sẽ ấn vào phần dấu cộng này, các bạn sẽ chọn tín hiệu các bạn sẽ chọn tín hiệu của camera của mình vào đây là các bạn có thể xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại, cực kỳ là tiện lợi nhá. Đó, camera của nhà mình thì cách sử dụng dễ dàng như thế thôi và ai cũng có thể sử dụng được. Đó, xem qua là biết cách sử dụng rồi. Và trên đây cũng là cái phần mà mình giới thiệu cũng như là hướng dẫn về sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang của nhà mình. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn cho các bạn. Đó, và các bạn hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để được tặng những kèm những cái phần quà ưu đãi. Và các bạn nhớ là ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật được nhiều mẫu camera mới của nhà mình. Và các bạn nào mà cảm thấy sản phẩm này chưa phù hợp thì các bạn có thể lên kênh của nhà mình để có thể tham khảo những cái mẫu camera phù hợp với cái nhu cầu của nhà mình. Hoặc là các bạn nào không có thời gian thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho nhà mình để nhà mình có thể tư vấn cái sản phẩm đúng và phù hợp nhất với nhu cầu của các bạn. Đó, giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn với những cái video clip tiếp theo.